rồi người ta lên chơi thì đổ về nhiêu, đổ về 41 nờ nờ cái gì đó mày giao vô đẹp lắm. Có chiếc mô tô bằng đất sét á. Mô tô bự, đất sét mấy con khỉ mấy con voi đất sét không nhìn đã lắm. Chỗ này em muốn nè, chỗ giống cảnh này nè. Chưa đi ta đi cho biết chứ. Đúng rồi, đi cho biết. Nghe ta nói rồi, xấu. Không là gì. Review rồi chứ có chỗ này chỗ kia rồi. Chung là chỗ nào bán vé là ít khi nào vào. Mưa thì chiều luôn nè. Tốn kém quá. Vé đâu có mắc đâu, vé 50-70 trăm. Ý là nhiều vô nhiều chỗ thì nó tốn kém. Mình đi mình chỉ ăn với... Chỗ nào mình chưa đi thì mình vé. Còn... Vé rồi thôi. Ý là nói tao đi chơi á. Chỗ nào bán vé là tao không nhận mình vô. Tiếp tục đi thẳng qua khu du lịch Lan Anh và Hoa Cẩm Tú Cầu. Chỗ nào đặc biệt quá thì mới vô thôi. Lan Anh vào Hoa Cẩm Tú Cầu. Đi vô đất khác chị. Mới lái xe đi chơi. Đang thân một phần yếu. Để từ từ nó đi. Gấp gáp gì? Vô thiền viện Trúc Lâm á, bông hoa cũng dữ lắm, cảnh nhiều chụp hình mê luôn, đâu tốn đồng nào. Đó, cây rừng nè. Quán ăn nè. Đây nhiều quán lắm. Quán này là view hồ Tiền Lâm luôn á. Cây rừng luôn. Kiên Giang. Số 9 Cà Mau, số 7 An Giang. Số 5 Cần Thơ, số 4 Vĩnh Long. Kéo lên đây là chơi. À, đi qua 84 Chợ Vinh. 95 Hậu Giang. 93 Sóc Trăng. Vậy 93 Bình Phước mà. 83. 83 Sóc Trăng. 84 rồi Trà Vinh. Đó, xuống đi á. Ê, Hồ Tiền Lâm. Mưa không? Mưa đừng mưa. Đập dịch đi đẹp hơn. Đó, đập dịch kìa. Đậu đây thấy cam nè. Đưa quá, đi dễ không? Rẽ phải vào Hoa Phượng Tím. Đưa bay rớt giữa hậu trong cổ. Đây là Hát Mơ nè. Mày biết có nước chưa? Có nhà hàng Đá Tiên đó, thấy không? Rồi, chưa có nước luôn. Có rồi. Hoa Phượng Tím 3 km nữa. Nhưng mà cái hồ như tụi nó nói là tối năm mới có.
Mới mùa phải không? Mùa lũ. Hồi xưa nó có cái nhà bự đây nè, bán khoai dở. Nhà bự lắm. Chỗ này. Bãi xe rồi đây. Ừ, lâu chưa ra đi ăn sắp sắp. Sắp giờ nhưng còn ai bán không? Không thấy người. Như nằm trong hẻm á. Thôi đi. Sắp coi mình nó có xấu cái này. Ủa, la nè. Ngon. Người đây ngủ đêm cũng có 2 triệu à. 1.8 triệu. Tối là nó có xe chở mình ra chợ. Chắc nó cũng gánh nẹn rồi. Không có nổi. Sợ ma thấy bà xong nó kêu veo veo veo. À, lát đi nghe cái nhà bố hoang này kêu gấu nó vô ở mà không chịu. Vì ma nằm ngoài đều đêm mà. Không, không mấy cái biệt thự. Mới vừa mở hình cà phê cái sữa đều. Mà đâu, mở đều xong rồi ngon chứ đâu. Không, ngon nhưng mà ý là giờ đang kẹt vốn. Mà đi bị lúc đó. Không có bị gì hết mà chỉ có nói là đạp rái đạp. Này là kẹt vốn. Sang đi ở 4 năm sau không á. Không giỡn đâu. Đi ra đi ở 5 sao 6 sao luôn á chứ đi nước ngoài luôn chứ. Có 6 sao không? Có, Đà Nẵng có cái 6 sao á. Nghe nói 5 sao là hết. 6 sao là vậy là siêu sang đó. 5 sao nhưng mà nơi ta còn có cái chuẩn 6 sao siêu sang. Nhà nghỉ xong rồi tới khách sạn là tiêu chuẩn. Mới tới 3 sao, 4 sao, 5 sao. Nhưng mà 6 sao là nó còn đỡ lên nữa. Nó không còn cái mức để 5 sao nữa. Chứ không có khách sạn 2 sao. 2 sao là tiêu chuẩn. 2 sao là hotel. 3 sao là có bữa ăn sáng. 3 sao bắt đầu là có buffet. Sáng thôi chứ không buffet. Chỗ nào là buffet, buffet. Có luôn, ta ở 3 sao có buffet mà. Dạ, ở Phan Thiết thì có buffet đó. Buffet đơn giản à. Còn buffet 4 sao thì nó nhiều món hơn, ngon hơn. Trời, tôi đi mùa dịch buffet ăn có phở với lại cơm chiên thôi. Mình đâu có ai ở đâu, có mấy chục khách à. Mình nó giảm giá 50% thôi. Ngay mùa dịch luôn à. Về tới Lạng Sơn khách sạn còn văng dây văng nhở tùm lum. Cứ vô là 45-48%. Trái vào Tuyền Lâm. Dân chúng ta chửi cũng đâu có sai. Chửi đúng nha.
chạy mà dành đường chạy hào hào vượt hết toàn lắng đó này, đi thẳng nào bốc rồi vô nhà hàng Đá Tiên nè, đẹp lắm. Dây trái vào đây nướng rồi, sau đó dây trái để vào Tuyền Lâm vô sau nữa xíu nữa là cũng hết đường luôn. Dễ có ăn đó rồi nhỉ hả? Cảnh đẹp lắm. Đi tiếp Tuyền Lâm 8 km nữa. Rồi vô chỗ cảnh đẹp phải uống cà phê. Chơi kỳ. Thì nó phải có nó phụ khác của nó mà. Nhưng mà cũng chung. Nhưng mà nó phải khu thu phụ phí chứ. Xây cảnh mặt bằng. Mà không không uống cà phê thì nó thu có 10.000 à, chứ đâu 40. Giờ là cái cà phê là vừa vé mà vừa nước đó. Mới mà đi phượt đừng có đứng ngay chỗ ngã ba cái góc cua rồi nháy nguy hiểm. Mấy là đi xe máy rồi đó, đừng có cua rồi đừng có đậu lại nói chuyện. Nói chuyện dắt vô quán nói. Tìm chỗ thẳng thẳng rồi đậu. Chỗ xe ta thấy cua hai chiếc nó qua nó né không được, xe hơi muốn dừng ngay cua, có xe nào dừng ngay cua trời ơi, nó an toàn cho mình chứ không phải là cho người ta. Xe mà giống như cái xe mà tải xe ben nó chạy ẩu mà nó ôm muốn hết thì cua là tao mà nó thắng. Rồi đi ở sự phố thì nó mấy xe tải dài mấy cái xe lớn là đừng có cặp ông nó đi. Một là qua hay là đi sau đuôi nó. Ờ với cô cái là mình dính à. Đừng thấy chóng chóng mình cứ chạy tàn tàn tàn. Nhất là mấy cái binh nó dùng xây rồi đó. Đừng có ôm theo nó. Nó biết rồi nó vô mình. Mà nó không có thấy. Không có vụ mà nó tránh mình đâu. Nó không thấy chứ không phải là. Không có vụ mà nó né nó. Nói chung là nó thấy nó cũng né nó thắng rồi. Điểm bù. Nhưng mà ý là nó không có thấy hết. Thank you.
Sài Gòn chứ. Có cái resort. Đó, nhìn xuống Sài Gòn đó. Vừa đánh kìa, đi chỉ dụng. Xe nhỏ nhỏ chạy tới chưa? Nó bay lắp phát kìa. Có đám khác bay tới nữa. Cà phê dễ khác. Km số 2 bò bít tết mì gói. Chủ yếu là mì gói lá bếp. Quán này siêu đẹp luôn á. Đây nó nuôi cá nè, nguyên cái hồ cá lớn luôn.